Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì mùa dịch này nè, em vẫn chưa đi quy đất được nha anh chị, cho nên anh chị xem hình đỡ ha. Thì đây là hình ảnh mà chủ đất cung cấp cho em nè. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà vườn gần sông, rất là tuyệt vời nha. Anh chị nhớ đón theo dõi đây. Thì miếng đất mà em giới thiệu cho anh chị á, là ở ấp Hòa An, xã Ngũ Hiệp, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích miếng đất là khoảng 1.950 mét vuông, trong đó thì có 100 mét vuông thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm. Đây là hình của miếng đất nè anh chị, bề ngang là khoảng 15 mét, bề dài là khoảng 125 mét nha. Thì nhìn trên sổ như vậy thì đất của mình sẽ nằm ở hướng tây nam, nghiêng về hướng nam nhiều hơn. Nhìn hơi mờ ha anh chị. Này anh chị xem một số hình rồi cái em bắt đầu em giới thiệu cho anh chị ha. Xã Ngũ Hiệp, huyện Cây Lậy là nổi tiếng về sầu riêng đó anh chị. Đó, căn nhà vườn của mình rất là tuyệt vời ha. Đây là hình ảnh ở ngoài trước hàng rào nè. Em nhìn cái hàng rào thôi là em thấy em mê rồi đó nha. Bên trong á, thì được xây được một cái căn nhà khá là khang trang theo cái kiểu mà giống như nóc Thái gì đó anh chị. Cái này chắc là giả nóc Thái ha. Đó. Nhà của mình á, thì cách đường ô tô là khoảng 300 m. 300 m là đường này nè. Đường này thì hiện tại là đường xe máy nhưng mà có dự án mở đường nha. Cái này thì em cũng chưa có rành lắm. Nhưng mà được cái là trước ngôi nhà của mình có một con sông rất là lớn luôn, tha hồ cho anh chị mình đi câu cá nè, chèo thuyền rồi chèo xuồng gì đó cũng được ha. Nhà xây rất là khang trang. Thì căn nhà vườn của mình á 1.950 mét vuông, ngang là 15 mét, dài là 125. Trong đó có 100 mét vuông thổ cư, chủ kêu giá là 2 tỷ tư. Trong đó thì có trồng sầu riêng nữa anh chị. Sầu riêng á, là trồng cũng được khoảng 7 năm rồi, đang cho quê lại. Anh chị mình bây giờ mình xem nhà trước đi ha. Nhà em thấy là dán gạch ở ngoài á, em thấy dán là dán cao lên tới nóc luôn á. Này đây là mặt ở ngoài nè. Đó, bên trong thì dán cao lên, em nghĩ chắc cũng khoảng 2 mét á, anh chị nhìn đó. Vậy là gạch ở ngoài á, thì dán cao lên tới nóc ha, bên trong nhà thì dán cao lên cho khoảng 2 mét. Nhà của mình á, là có hai phòng khách và hai phòng ngủ nha. Anh chị chủ đất á, không có rành về công nghệ anh chị. Em nhờ chụp hình á, chụp cực khổ lắm mới được mấy tấm hình này nè. Bán nhà thì không có tặng nội thất nha. Đó, đây là hai phòng ngủ nè, bên trong cũng có dán gạch rồi kìa anh chị. Em thấy là được dán cao lên luôn đó. Còn đây là cái khu vực nhà bếp nè. Nhà bếp cũng có cửa sổ đồ thoáng mát lắm nha. Em thấy là dán gạch đồ sạch sẽ rất là đẹp luôn. Đây là bên hiên nhà nè anh chị. Đó. Nhìn rất là đẹp. Đây là từ ở bên trong nhà nhìn ra ngoài cái cánh cửa. Nè anh chị nhìn kìa. Rất là đẹp ha. Bên hông nhà em thấy rào rồi cũng xây tường cao lên luôn kìa. Đó, đây là mấy cây kiểng ở xung quanh nhà. Kiểng này là không có bán nha anh chị. Chủ nhà trồng rất là nhiều kiểng luôn nhưng mà kiểng sẽ dọn đi. Đây là ở ngoài nhà nhìn ra ở ngoài trước đó. Đây là cái vườn sầu riêng của mình nè. Thì em nghe nói là sầu riêng á, là được khoảng 7 năm. Trồng được khoảng 7 năm nha. Cho quê lợi á, là em nhớ là chị chủ đất nói á, là khoảng từ 200 triệu cho đến 300 triệu mỗi một cái vụ mùa mà chị thu hoạch sầu riêng á. Thì bán gì nè, sầu riêng là lớn là ngon rồi, anh chị mua về là có sẵn cái nguồn quê lợi sẵn rồi. Thì nếu như mà anh chị mình gành về sầu riêng thì thôi,
Còn nếu như mà anh chị không rành về sầu riêng á, thì anh chị chủ nhà sẵn sàng chỉ cho anh chị là mình nên xịt thuốc gì, mình làm cái gì. Nói chung là sẽ chỉ tường tận lại cho anh chị, không có giấu nghề gì hết ha. Còn nếu như mà anh chị mình không có cái thời gian để mà mình về ở, mình chăm sóc á, thì anh chị chủ nhà sẽ tìm cái người mà thuê lại, hoặc là cái người làm vườn cho anh chị. Cái này thì chủ nhà sẽ hỗ trợ anh chị hết mình, anh chị mình cứ yên tâm. Này, đây là hình sổ đất nè anh chị. Đất thì có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ nha, anh chị cứ yên tâm. Em có mở bản đồ lên xem thử, thì từ cái vị trí đất á, mà về tới thành phố Mỹ Tho, chỗ mà cầu Rạch Miễu á, trung bình á, là khoảng 40 phút. Còn mà từ đất mà về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, trung bình á, là khoảng 90 cây số. Chạy xe là khoảng 2 tiếng nha. Đất á, thì cũng gần chợ, gần trường học, gần ủy ban, anh chị cứ yên tâm. Rồi thì em đang sơ sơ như vậy nha. Anh chị nào quan tâm thì alo cho em. Em sẽ đưa cho anh chị số điện thoại của anh chị chủ đất hay là gì đó. Hoặc là khi nào mà qua dịch đó, anh chị ở Sài Gòn hoặc là ở Mỹ Tho, những anh chị mà đi xem đất được đó, thì anh chị alo. Em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Có gì qua dịch đó em sẽ quay lại cái miếng này để anh chị xem kỹ hơn ha. Xin chào anh chị. Thì hôm nay Quyền Trang quyết định là sẽ thêm một phần giao lưu với anh chị. Em sẽ đọc những cái một số tin nhắn bình luận của anh chị và trả lời ha. Thì để xem anh chị nhắn gì cho em đây. Hồng Nguyễn, nhà đó bán rồi nha chị Hồng. Chị Hồng ha. Đất không có gì mà giá víu tùm lum, nhìn chóng mặt, kêu 2 tỷ rưỡi giá trên mây, để ở luôn khó ra. Biết nói sao đây, chủ kêu sao thì em sẽ bán như vậy nha anh chị. Nhưng mà cái đó là nó gần thị trấn á, lần sau em sẽ quay lại ha, tại vì nhà đó gần thị trấn lắm. Em sẽ quay ra, hình như là em nhớ là từ nhà mà đi ra thị trấn tầm chừng mấy trăm mét à, 500 mét đổ lại thôi, rất là gần, cho nên đất nó có giá đó anh ơi. Hầm cá nhiều không em? Phạm Minh Hiếu. Hầm cá nhiều không em hả? Anh muốn có bao nhiêu cá anh cứ thả vô là được ha. Bếp nhà muội TV, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Trời, kênh của chị đồ ăn ngon quá trời ngon luôn á. Mỗi lần em qua là em thèm mà, cho nên em cũng không dám qua nữa. Khổ lắm. Ví dụ như giờ chị biết không, bây giờ đang buổi tối, em qua là em lại đói à. Tội nghiệp em lắm. Anh Tâm Bùi, miền Tây dân quê tôi là vậy đó. Đúng rồi. Măng Lê, đất xa xôi. Đất xa xôi sâu quá. Ok. Mình cũng mới xây nhà ở khu này. Ở đây là ở xã, cái đó là ở Chợ Gạo. Chợ Gạo thì em không gành lắm. Nhưng mà chúc anh chị ở vui vẻ ha. Hàng xóm vui vẻ hòa thuận nè. Kênh Đồ Đồ, giá đất toàn giá trên Lao Phong. Khổ quá mà, chủ kêu sao thì em quay vậy mà. Anh Bình Nguyễn Huy, trong sổ 500 mét. Miếng này em bán lâu rồi nha. Có anh Hồ Đình phải không? Có xả, có gà mà không có ớt. Biết đâu có ớt rồi đó anh mà mình không hay á. Tiền Võ, cách chợ bao xa em? Cái căn nhà vườn mà chị hỏi là cách khoảng 5 phút chạy xe thôi nha chị. Cái nhà đó nó gần chợ Vĩnh Điềm, gần trường học, gần ủy ban luôn, rất là tuyệt vời. Chủ đang kêu em lên quay lại cái miếng này nè. Để xem, Vinh Phúc Trần, sao cột bé dơ vậy? Con chó là tại vì chắc là quay nên mới cột đó anh ơi.
Không có bỏ đâu nha, chó người ta dễ thương lắm á. Trà sữa tiên cô. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ. Em cảm ơn rất là nhiều nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều ha. Xa Linh YouTube. Quá tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Để em xem anh chị hỏi em gì nha. Ngô Võ Gia Minh. Tên đẹp vậy. Ngô Võ Gia Minh hả? Cái miếng đó bán lâu rồi đó nha anh. Huy Cường Nguyễn trả 250 một công, khổ quá, miếng này không có giá đó nha anh, chủ không có chịu bớt vậy đâu. Hồi đó em bán miếng này cho chủ đất nè, chủ đất mua giá còn cao hơn cái giá anh trả luôn á. Đất chưa lên, chứ lên thì cái đường 2 mét này nó lấn cho khỏi đi thành hẻm luôn. Là sao ta? Đất chưa lên, chứ lên thì cái đường 2 mét này nó lấn cho khỏi đi thành hẻm luôn. Nói chung là cái đường này nè, nếu như mà nó mở đường thì nó sẽ rộng hơn thôi. Hẻm này là hẻm thông nha chị. Vui Hồ góp ý bé quảng cáo ít thôi. Ý gì vậy? Qua rồi. Em sẽ dành một đoạn ngắn để xem những cái bình luận của anh chị ha. Nhiều quá cho nên em sẽ bữa nay lần đầu tiên đọc á, cho nên em sẽ đọc hơi nhiều ha. Lần sau em sẽ giới hạn trong 5 phút thôi để không mất thời gian của anh chị. Xem anh chị có hỏi em gì không ha. Mấy cục bê tông dưới sông là bảo vệ trụ cầu đấy em. Dạ em mới biết luôn á anh. Đi xem anh chị có hỏi em cái gì không? Hình như là để em xem coi. Gần không có chiều. Liêu Hoàng gần một mẫu mà có 2 clip là đất quá dài không có chiều ngang. Dạ vâng. Cái miếng đó là cái miếng em nhớ hình như là 291.000 m² á. Miếng đó giá rất là rẻ luôn ha. Cái khu này giá cao lắm đó nha anh. Khu này miếng đó là cái miếng rẻ nhất á, tại vì nó không có chiều ngang, nó dài á, với nó nằm ở bên trong cho nên giá nó mới rẻ. Bảo đảm với anh là cái khu này anh sẽ không tìm ra được cái miếng rẻ hơn cái miếng này đâu, chắc chắn luôn á. Trong phạm vi cái khu này thôi nha. Hoàng Nam Nguyễn Huyền Trang đi thỉnh kinh ở Thiền viện Trúc Lâm. Em từng vô Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt ở mấy ngày, rất là tuyệt vời ha. Kinh thì em không có biết đâu nha, em không có thuộc kinh gì hết á. Để xem anh chị có hỏi em gì không. Yến kêu vui quá, chú công an về hưu chịu sao nổi. Em cũng không biết nữa nha. Nhưng mà cách một khoảng mà. Anh Nhân Thành comment là đất ở nông thôn mà giá trên trời, em kêu chủ nhà giữ lại mà dùng, chứ giá như vậy 10 năm nữa mới bán được Trang ơi. Em cũng không biết là khi nào chủ bán, nhưng mà miếng đất mình do gần chợ Vĩnh Kim á anh, cho nên nó có giá lắm. Cái con đường đó là anh chạy lại tí xíu nữa là nó đang làm đường. Cái lúc đó nha, bây giờ thì em nghĩ là nó làm xong rồi, nó làm bờ kè á. Đi lại trung tâm Vĩnh Kim chắc khoảng 5 phút thôi. Đất khu này giá cao. Ở chỗ em làm đất mà càng gần Mỹ Tho là giá càng cao, hoặc là đất ở gần chợ Vĩnh Kim á, giá cao. Anh Lộc Lâm. Trên đầu có dây điện cao thế mà không nói rõ cho khách biết, không thể giấu được, sao không nói thật? Cái miếng đó là trên đầu á, là đường điện mà dân 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 dụng dân xài thôi, chứ không phải là điện cao thế nha. Nếu mà có điện cao thế là em sẽ nói rõ,
trong video là em nhớ là em có nói là điện điện người dân sử dụng nha. Em cũng có quay mấy cái hộ mà hàng xóm xung quanh đó, người ta xây nhà, anh cứ coi kỹ lại giùm em ha. Phạm Quốc Anh, nền đó còn nha em. Việt Chu, căn này trong mùa dịch cho anh hỏi bé Trang bán đúng giá bao nhiêu vậy em, cảm ơn nhiều. Thật ra là em cũng không biết là đúng giá là bao nhiêu, em chỉ biết là chủ chắc giá là 6,5 tỷ, em nhớ hình như miếng đất ta 6,5 tỷ á. Đất này ở Mỹ Tho không thể so sánh với đất Dường được ha anh. Giá cả thì cái lúc em quay á là chủ nói là chủ không có bớt, cho nên em nghĩ nếu như mà một á là anh có thể thương lượng được, nếu mà được bớt thì em nghĩ cũng không nhiều đâu, giỏi lắm là tầm 100 mà. Nhưng mà em không có biết là có thương lượng được hay không. Nếu mà anh thích thì có gì anh cứ nói em sẽ cho anh số của chủ đất để anh nói chuyện trực tiếp với chủ đất ha. Giá hợp lý mới đăng em ơi. Thật ra thì em không biết đất giá ở Gò Công như thế nào, nhưng mà gần thị trấn em cũng có hỏi qua rồi thì có một anh môi giới ở đó thì nói chắc cũng tầm tầm đó, nên em mới kiến nghị là chủ bớt xuống đó chị. Hi hé, em thích ngọc quyền nha anh chị, rất là thích cải lương ngọc quyền luôn. Để xem, rồi cả tuần rồi ha. Rồi vậy tới đây thôi. Sau này anh chị cứ gửi bình luận ha, em sẽ xem, sẽ dành ra 5 phút để trả lời bình luận của anh chị. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ha. Xem anh chị có hỏi em gì không? Gì đây? 4K. Đi quảng cáo thì nói đúng để người ta không ghét. À, em không có nói xạo nha, em luôn nói rất là đúng. Nếu sai cái gì đó thì hoặc là anh thắc mắc cái gì đó thì cứ cứ gọi trực tiếp cho em nha, em sẽ trả lời. Anh Phạm Danh Phú, anh trả 270 một công được không em? Hỏi chủ rồi trả lời anh. Miếng đó chủ không bán giá 270 nha anh. Không biết em có gọi cho anh chưa nhưng mà chủ sẽ không bán giá đó. Nếu anh thích đó thì anh cứ gửi tin nhắn, anh cứ gọi lại cho em á, em sẽ cho anh số của chủ đất ha. Vĩnh Huy Diệp Trần, nhà có sổ chưa con? À, cái căn nhà cô hỏi là nhà ở Lậu Nhựa, một công đất giá là khoảng 2 tỷ mấy phải không cô? Cái nhà đó là có sổ đầy đủ nha cô, có sổ, có giấy tờ sổ hồng đầy đủ luôn, có sổ hữu cư luôn. Trời, được cô khen nè, con nói chuyện dễ thương quá, con có gia đình chưa? Cảm ơn cô nha, con còn độc thân á cô. À, 1,3 tỷ được hết dịch mình xuống xem sổ rồi đặt cọc công chứng. À, chào bạn anh đi Quỳnh, thì 1,3 tỷ rẻ quá, chắc chủ không bán đâu bạn ơi, cái giá đó chủ không bán đâu. Cái căn nhà đó là ở sát bên siêu thị Cướp Mắc luôn á. Bạn nếu bạn có thiện ý thì bạn lên tí xíu ha, chứ giá đó thì rẻ quá, chủ không có bán. Cái gì đây? Phạm Hoàng Mỹ, chủ nhà chơi ngô quá, hồ bơi mà trồng dừa bốn chung quanh. Trồng cây cho mát á chị ơi. À, anh Thanh, dưới điện cao thế. Đó không phải là điện cao thế nha anh, cái miếng mà anh Thanh coi á là đó là điện người dân xài thôi. Điện cao thế là nó xa lắm, không phải nha, anh coi kỹ lại giùm em ha. À, mà cái miếng đó là em nhớ là bán rồi á. À, để coi, mới vừa bán xong đó anh, miếng đó bán rồi. Ờ, nhưng mà còn miếng kế bên đang bán ngang 8 và 18, chủ kêu giá là 450. Cái miếng kế bên á,
Thúy Nguyễn, lên thổ cư được không em, bao nhiêu một mét? À, miếng này là đã có người chốt rồi nè chị ơi. Miếng nói chung là đất này thì lên thổ cư được, giá thổ cư thì em không rành. Bình Nguyễn Huy, mấy miếng đất mà gần bệnh viện á anh thường giá cao lắm, giờ em hết rồi. À, có một miếng, á anh ơi, nó bị teo hậu. Rồi. À, Trùm Tròn. Kênh kia mới ra 11 tỷ, kênh này 13 tỷ, kê giá vải, hèn gì, nhà gớm giá trên trời không. Em quay cái miếng này là cũng lâu rồi đó nha. Cái thời điểm mà em quay là chủ kêu 13 tỷ. Chỗ nào kêu 11 tỷ thì em cũng không biết. Nhưng mà em quay cũng... Cái này em quay bao lâu ta? Để em xem ơi. Em quay cách đây 1 năm rồi đó. Em quay cái căn nhà này cách đây 1 năm rồi. Giá cả thì em không biết là qua 1 năm chủ có thay đổi gì hay không ha. Nhưng mà bảo đảm với anh là hồi đó giờ em quay tuyệt đối không bao giờ kê giá. Chủ kêu giá sau thì em quay giá đó thôi hà. Còn thời gian lâu dài thì chủ có thể lên hoặc là bớt giá lại. Rồi thì hôm nay đọc bình luận của anh chị tới đây đi nha. Đó. Rồi, cảm ơn anh chị.